Chương trình Rau và Quả của chị em chúng tôi, Hiếu Ngọc và Nguyên Trân. Chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Hiếu Ngọc, em thấy không? Hôm nay ở ngoài trời nó rất là nóng. Nhưng mà em thấy buổi tối thì nó lạnh. Thành ra thời tiết nó cứ thay đổi. Rồi em thấy người chị thấy là ai cũng bị flu hết á, ở ngoài. Nhiều người thì bị đau cuống họng, em thấy không? Dạ, em cũng vậy, em cũng vừa mới hết đau cuống họng xong. Nhưng mà chị chỉ cho em, nếu mà mai mốt đó mà em bị đau cuống họng như vậy đó, thì em có thể em pha một cái ly nước chanh mà uống với mật ong. Em đừng có uống với đường, em uống với mật ong. Nếu mà chanh muối á, thì càng tốt nữa. Ủa, chanh muối mà cũng pha mật ong được nữa hả chị? Chanh muối pha với mật ong á, em uống em thấy nó thơm hơn, nó ngon hơn. Da thì nó đỡ cái cổ họng của em đỡ bị rát cái cổ họng. Ngày hôm qua đó thì cái cổ chị có hơi rát rát, hơi khó chịu. Tại vì hôm trước chị đi đám cưới về. Xong rồi cũng vui vẻ bạn bè mà nói nhiều quá, lâu lâu mới gặp lại. Thành ra nói hơi nhiều. Thành ra rồi chị thấy cổ họng chị nó rát, thì tối chị về đó thì chị pha một cái ly chanh muối với mật ong. Nhưng mà chị thì không có chanh muối sẵn. Nhưng mà chị có trong, chị mua, chị vô chợ đại hàng đó, thì chị mua một cái hũ chanh, nó để là citrus với lại mật ong. Cái loại mà ở trong trong cái hũ nó có cái chanh nguyên miếng chanh, đúng rồi, nhưng mà ăn lại không bị đắng phải không? Ăn không bị đắng là cái đó nó hơi ngâm muối sẵn rồi em. Thế nó có ngâm muối hay không? Yes. Nó ủa sao em thấy em ăn không thấy cái mùi muối đâu à? Tại vì nó chỉ ngâm cho nó đỡ, nó ngâm chừng một ngày hai ngày nó dịu lại thôi, rồi bắt đầu nó cắt ra nó làm với mật ong. Em có cái hũ giống như cái của chị có không? Chị đang có cái này, chị đang use nè. Cái loại này em có cái loại hơi khác khác chút. Thấy không? Và quý vị nếu như cái mùa flu này đó, mùa cảm cúm, quý vị có thể vô các chợ đại hàng. Chợ tàu cũng có. Chợ tàu cũng có. Nhưng rồi quý vị có thể tìm thấy là nó để Korean honey. Thấy không? Citron tea. Thì mình chỉ dùng cái này với nước nóng thôi. Và ở nhà chị thì mấy đứa nhỏ nhà chị cũng cho uống cái đó. Chắc mấy đứa thích lắm hả? Đúng rồi. Tụi nó rất là thích. Tại vì uống vừa ngọt ngọt vừa ngon, vừa hơi chua chua tí xíu. Và trong đây thì giống như mình thấy là vitamin. Nó là vitamin, nhiều vitamin C. Nó nhiều vitamin C. Thường thường cái mùa flu này á, thì mình nếu nhà mình có cam á, thì mình ăn cam. Mình có cam thì mình ăn món này. Thành ra hôm nay đó thì chị thấy là mình ăn cháo ha. Ngày hôm nay em sẽ nấu món cháo nấm và hem chay. Cháo nấm và hem chay. Quý vị sẽ ăn và quý vị sẽ thưởng thức nó giống như một cái món cháo bào ngư. Đúng vậy, nó giống như bào ngư xào với lại giống như là thịt gà. Bào ngư xào thịt gà là bào ngư với lại nấm. Rồi và bây giờ thì chị em mình bắt đầu. Bây giờ Hiếu Ngọc ở đây, Hiếu Ngọc sẽ xài nấm chúa. Nấm chúa thì chị thấy không, này tươi dễ xào không? Em mua ở trong chợ Đà Lạt đó chị. Đúng rồi. Chị cũng đi chợ Đà Lạt, chị cũng thấy. Nó rất là nó rất là tươi và rất là ngon hôm nay, và rẻ nữa phải không? Dạ đúng rồi. Hôm nay rẻ đó, phải không? Và em sẽ dùng hem. Em cái loại hem Lucky Hem á chị. Lucky Hem á. Cũng là ở trong chợ Đà Lạt luôn. Cũng chợ Đà Lạt. Trong cái dãy mà nó bán đồ chay á. Đồ chay frozen phải không? Dạ đồ chay mà ở kế bên cái chỗ giá rồi đồ hủ tươi này nọ đó. Dạ, ở bên cạnh có cái tủ frozen đó, ngay đó. Nấm này á đã rửa sạch rồi, bây giờ em sẽ cắt từng khoanh một thì cho nhìn nó giống như là cái miếng bào ngư đó chị. Để chị đưa cho em cái đĩa ha, em cần cái đĩa phải không? Dạ. Em cắt sớm sớm như vậy. Em cắt nấm ra vậy rồi một lát là mình kho nó hả? Dạ, mình kho nó lên. Kho mặn nó lên á. Giống như là Việt Nam mình hay có mấy cái món cháo kho mặn, thịt kho mặn hay là vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà đây mình dùng nấm. Mình dùng nấm. Thành ra mình ăn chay đó thì nhiều khi mình cũng thật sự ra cái chất dinh dưỡng mình á, nó cũng thiếu hơn mấy người ăn mặn đúng không? Giống như cái protein. Thì mình bù lại thì mình ăn nấm, mình ăn tàu hũ, mình ăn hem. Tại vì hem gì cũng là đậu hũ hết chị. Mà thì tại vì mình không muốn ăn những cái đậu hũ kia nhiều quá, tại vì mình ăn nhiều mình bị ngán. Rồi thành ra mình muốn xài cái loại giống như là cũng là một cái form khác của cái đậu hũ. Nhưng mà
Nhưng mà gì chăng nữa cũng là đậu hũ thôi. Nhưng mà những cái đó thì nó có nhiều cái protein cho mình. Dạ đúng Mình ăn rồi. thì nó vẫn tốt hơn. Dạ. Phải không? Dạ. Và rau rau quả gì đó mình ăn trái cây đó thì nó tốt cho cái sức khỏe của mình. Và có những cái thống kê bây giờ đó là bây giờ hầu như á là 20% của người Mỹ bây giờ đó họ chuyển hướng sang họ ăn chay. Dạ đúng rồi, bởi vì chị thấy bây giờ quá trời cái nhà hàng bán đồ ăn chay, Đúng rồi. họ bây giờ họ mở quá trời luôn. Tàu rồi cũng có cái nhà hàng chay của Việt Nam mà của Mỹ nữa, Mỹ rất là nhiều luôn. Nhà hàng chay Việt Nam mình bây giờ là cũng nhiều nhà hàng lắm rồi, em thấy Dạ không? đúng rồi, ngày xưa thì nó ít hơn tại vì bà con không có kiểu giống như là chưa 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 muốn ăn chay. Nhưng mà bây giờ thì Đây là cái cơ sao đi hội. chăng nữa cũng phải lo cho sức khỏe của mình Đúng như về vậy. về về long term. Đó, thành ra mình phải bắt đầu tập ăn chay là vừa. Đúng rồi. Phần hem này á Em chạy. thì em sẽ cắt làm 4, cắt khoanh Ok. và cắt làm 4. Các khoản các bạn cũng. Dạ. Cái hem này có nhiều người người ta nói là cũng nên ăn ít lại đúng không em? Tại vì nó làm nó bỏ một cái chất gì đó. Preservative. Yeah. Thì mình nếu mà mình ăn lại ít hơn thì nó tốt hơn hay sao? Hay là theo ý em thì sao? Dạ tại tại có nhiều loại hem thì nó cũng có nó đề là no preservative thì mình mua những cái đó mình ăn thì tốt hơn. Dạ. Thì cái này tương đối thì nó cũng không có nhiều preservative lắm, cũng ok thôi chứ nó không có nhiều lắm. Thì ăn mình cũng đỡ sợ. Nhưng mà nếu như quý vị kỹ hơn thì quý vị có thể mua cái loại hem mà nó đề chữ no preservative á. Dạ. Ở trong đây thì chị thấy cái Lucky Ham nè. Nó cũng để một cái nè, nó để nè no GMO. Nó là soy protein. Thành ra quý vị có thể mua cái loại này Lucky Ham ở chợ nào thì mình cũng có đúng không? Trong Dạ, cái chợ hàng đồ Việt Nam nào chay, cũng chợ có. Việt Nam, đồ chay nào cũng có á. Dạ. Cái hàng đồ chay nha. Thì mình lựa được cái món ăn, mình ăn mình cũng kỹ là tí xíu. Dạ. Thì cắt nhiều nhiều mình ăn. Cắt nhiều nhiều ăn luôn Dạ. à. Sẵn một lần làm luôn nhiều nhiều phải Dạ. không? Để cho mấy anh chị trong đài thưởng thức nữa. Dạ đúng rồi. Rồi. Em cần chị phụ gì nữa không? Bye sai. Dạ bây giờ xong rồi đó chị. Ok. Bây giờ mình bắt đầu bắt bếp. Thì ngày nay em sẽ dùng tỏi, Mình dùng tỏi. dầu ăn, xì dầu, một nắm nêm và đường. Ok. Dạ. Và quý vị nếu như mà không có dùng tỏi mà mình ăn chay thì mình có thể dùng cái củ Củ ba-rô, boro, cái phần mình trắng cái phần trắng của củ của boro ba-rô. thì Dạ. nó tốt hơn, Dạ. phải không? Thì nó sẽ ra cái mùi tỏi hơn. Nó sẽ ra giống cái mùi tỏi hơn. Còn đây thì chị em chúng tôi thì muốn đưa cái chương trình dinh dưỡng chay vào trong cái đời sống của từng gia đình. Thành ra chị em chúng tôi sẽ sử dụng hết là tỏi, hành, nói chung hết. Nhưng mà người nào ăn chay mà muốn select lại đó thì mình đừng có dùng những cái thứ tỏi mà mình đổi thành những cái thứ khác nha. Dạ. Rồi bây giờ Tại vì tỏi cũng chống ung đúng rồi, thư và và nó trị chỗ bệnh rất là nhiều đó. đúng mà chị có thấy có những các thầy bây giờ đó cũng khuyến khích là ăn tỏi nhưng mà ăn giới hạn, ăn để mà mình có một cái chất ở trong cái người của mình Dạ đúng nha. vậy. Dạ. Sao bây Rồi giờ nè, bây bây giờ giờ em sẽ mình bắt bắt đầu. bếp lên. Rồi ok, Rồi. để mình tắt đi. Ở đây, cái Ngọc có khoảng chừng 3 muỗng, 3 muỗng teaspoon là dầu Dầu, vô ăn. dầu ăn. Dạ. Ok. Nhưng mà có một cái thống kê mới bây giờ đó thì người ta khuyến khích là người ta suggest mình đó là dầu olive oil thì mình chỉ ăn sống. Dạ đúng Phải rồi. không em? Cái Đừng này có là dầu nên. thực vật, Cái này là là dầu vegetable thực vật. oil. Vegetable Dạ. oil. Rồi em bỏ hết tỏi, trong này chắc khoảng chừng nửa củ tỏi nhỏ. Nửa của tỏi, nửa. Tại tại vì mình làm trọng lượng nhiều á, thành ra mình muốn nhiều tỏi cho nó thơm. Thì bây giờ em sẽ phi cái này cho nó vàng trước. Mình phi tỏi cho nó vàng lên xong rồi cần gì tiếp? Xong rồi mình sẽ bỏ đường vào. Mở đường vào. Bỏ đường, xì dầu vào. Đường xì dầu vào giống như mình làm thành nước màu ha Dạ dạ em. Ok. Bình thường mình hay dùng hành nhưng mà bữa nay mình dùng tỏi tại vì em thấy nấm nó, nấm với lại hem nó rất là hợp tỏi với chị. Oh. Thật ra em thấy xào cái này nó lạ lạ chút. Nó lạ hơn chút. Ok.
thì mình xài tỏi nó cho nó thơm, cho nó cháy. Mình có phải chờ nó thiệt là vàng không hay là Dạ mình muốn nó vàng thì nó mới thơm hơn chị. Nó phải vàng vàng mình mới vàng bỏ thì vào dạ. Chứ mình không muốn nó còn trắng quá thì nó lại không có thơm. nó không có thơm, Dạ đúng rồi. mình cắn vô nó không có mùi thơm tỏi mà nó còn cái mùi giống như mùi mùi sống á chị. Đúng, đúng, Bây giờ đúng. nó hơi vàng vàng bắt đầu bỏ đường vô là vừa. Em cần cái Dạ đây. Ô cái này đã lạ quá ha chị ha. đúng vậy. So cute. Chị kiếm ở đâu so cute vậy chị? Em thấy cái gì ở phía sau lưng của cái đó Live, laugh, live, love không? Yes, live, love and laugh. Thì em sẽ bỏ khoảng 3 muỗng. 3 muỗng này tại vì mình nấu trọng lượng nhiều. À, rồi. À, em sẽ đổ xì dầu vào. Cũng bằng như vậy nha. Cũng bằng 3 muỗng đó luôn. Đi, bên em tay em. Nè, muỗng rưỡi nha. Rồi. Rồi. Mùi nó hấp dẫn rồi ha. Thì nó ra được một cái màu cũng đẹp quá ha. Nó ra màu đẹp đó. Cho nó tan cái đường. Thành ra nó ra một cái màu giống như là như vậy thì giống như mốt mình làm gì mình kho cá. Dạ mình có kho cá cá chay chay à hả nhé. hoặc là chị xào thịt bò chay cũng giống giống như là bít tết chay, mình làm bò lóc lóc chay cũng giống giống như vậy. Ok, là mùi hấp dẫn rồi. Bây Nó giờ tan hết đường ra xong rồi ok xong mình sẽ bỏ. chị đưa ham chay ra cho em. Xài hết ham không? Chắc xào hết luôn ha cho nhiều luôn ha để ăn cho Xài nó hết đã, tại vì rồi. nấm thì nó sẽ teo lại mà. Dạ, mình bỏ hết vào luôn ha. Rồi. Đây, bên đây còn thêm ham chay. Bỏ thêm lên. Ok. Và đây là nguyên chân bỏ thêm ham vô. Bỏ hết ham luôn đó. Cái chảo này nếu mà vậy thì cái chảo này hơi nhỏ hả? Dạ hơi bị nhỏ Nhưng tại hồi tại cái nấm này mình mà nấu. thật sự cái nấm đó nó bự thôi, nhưng mà một lát nữa thì nó đã teo Nó sẽ nhỏ teo lại rồi, lại nó đã đúng nhỏ rồi. lại. Ok. Bây giờ thì đã có một cái mùi thơm hấp dẫn lên lắm rồi đó. Mùi thơm của tỏi nè, mùi thơm của tỏi nè, mùi thơm của nước Xì dầu tương nè, mùi rồi thơm của thêm xì dầu đường. nè. Và nó đã bốc một cái mùi lên là quá trời là hấp dẫn. Thơm ngát cả nhà rồi đó, làm cho mấy người trong gia đình đói bụng rồi đó nghe. Món này thì tương đối cũng dễ làm. Tương đối dễ làm. Dạ. Tương đối dễ làm. Thành ra chúng ta nhiều khi ăn chay mà ăn rau luộc rồi chấm chao, hay chao luộc chấm nước tương, phải không? Hay rau luộc mình Dạ chấm nước đúng tương, rồi. hay những cái món xào bình thường đó, thì giờ mình có thêm một cái món nữa. Và nhất cái mùa này, nhiều khi buổi sáng mình thấy nó nóng, tới buổi tối thì nó lại đổi lạnh. Mà khi đổi lạnh đó, thì mình không biết mình ăn cái món gì. Thì một cái món mà rất là ngon và nhớ rất là dễ ăn nhất đó là cái món cháo, phải không? Dạ. Và khi mà chúng ta có món cháo rồi á, thì phải có một cái mùi thịt kho. Thì khi ăn chay á, thì người ta không dùng thịt kho, thì là mình đã có một cái món nấm chay, nấm kho chay, phải không? Nấm kho tiêu. Thành ra ăn rất là lạ miệng và rất là ngon. Thì Mà quý vị không cần thiết phải ăn cái món này với cháo, cũng có thể ăn với cơm. Ăn với mình có thể cơm ăn với cũng với cơm, bún cũng được á. hoặc là mình dùng cái món này thành một cái món kho, mình luộc rau lên mình chấm. Dạ đúng rồi. Nếu mà chấm thì em phải chừa, phải làm có nước, Dạ phải làm cho nó lỏng 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 lên hơi có trước. nước tí xíu. Dạ. Đúng vậy. Thật sự ra thì ăn chay là do đồ ăn mà thích ăn ngon, thật sự do cái sự chế biến thôi. Ăn Và khẩu trong lúc vị. mà cô em Hiếu Ngọc đang làm đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy nè, cái món đây là một cái muỗng, những cái teaspoon nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì thấy không, cái chữ live, love and love, thì mình thấy rồi, trong cái gia đình của mình á, nếu mà mình muốn có một cái đời sống lâu hơn và sức khỏe hơn á, thì mình phải thương nhiều hơn và mình phải cười nhiều hơn, phải không? Dạ đúng rồi. Và đây là những cái một cái cơ hội là gần gần hết một năm rồi, thì những cái chuyện buồn, những cái chuyện giận hờn của mình giận người nào đó hay người nào giận mình đó, thì mình cứ nhìn cái muỗng nho nhỏ này của Nguyên Chân thôi,
quý vị sẽ thấy là vui vẻ hơn, thế là mình sống cho nó thoải mái hơn và mình cười nhiều hơn, mình thương yêu nhiều hơn, đúng không em? Đúng rồi, tại vì cuộc đời ngắn ngủi quá, đâu cần phải serious như vậy. Đúng đúng đúng, và mình sống cho vui. Rồi giống như mẹ em hay nói câu là chính chính mình có bạn thêm bạn, còn hơn thêm thù, hoặc là chính điều nhịn thì... và một câu nhịn thì chính câu lành. Thì cái gì cũng vậy, mình nhịn một chút xíu thì nhà cửa mình nó êm ấm hơn, phải không? Thoải mái hơn. Sống rồi, càng vui vẻ, càng thoải mái á, thì mình sẽ thấy đời sống mình nó vui hơn. Và trong thời gian chờ đợi cái món nấm chín thì chị em chúng tôi Nguyên Trân và Hiếu Ngọc sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.